Kính chào quý vị khán thính giả của hệ thống truyền hình VBS. Hôm nay chúng ta có nhiều vấn đề bàn với nhau. Trước hết là một câu chuyện liên quan đến nói về vấn đề khán giả. Ngày nào chúng tôi cũng có nhiều tin về khán giả liên lạc và nói với chuyện với Dương Đại Hải, nói rằng là cái chương trình của chúng ta nó đi vào lòng người rất nhiều. Hôm nay chúng tôi nhận được 4 cú điện thoại từ Việt Nam. Một cú 2 giờ sáng ở đây. Ở bên đó là ban ngày, họ không biết tính giờ cho nó 2 giờ sáng. Rồi đấy, đấy là Vũng Tàu. Một cú điện thoại nữa ở Pleiku. Một cú điện thoại nữa ở dưới Đồng Tháp. Khu ngày trước gọi là Mỏ Cầy ở Kiến Tường. Và một cú điện thoại nữa ở Hội An, Phay Phô. Một người khán giả mà hơn 60 năm trước, khi tôi có công tác ở tiểu khu Quảng Nam, ở tòa hành chánh Quảng Nam, thời ông tỉnh trưởng Nguyễn Văn Chi thì phải, giáo sư Nguyễn Văn Chi, và cái người bạn của tôi, anh đó hồi đó làm thị trưởng công an ở Quảng Nam. Chúng tôi rất là bồi hồi nói chuyện lại. Anh ta coi trong YouTube. Anh ta bảo mặc dầu ở dưới, ở Việt Nam bây giờ họ cấm đoán chương trình Dương Đại Hải nhiều lắm, nhưng mà họ vẫn coi được. Nhờ cái smartphone. Anh thử ra họ coi và thấy họ rất bồi hồi. Họ bảo Dương Đại Hải gần hơn nửa thế kỷ mà vẫn thế. Đó là một cái điểm lạ lùng. Thì tôi chỉ nói một câu đơn sơ, tôi bảo thì con người ta nó vô tư. Gọi là gì nhỉ? Ở cái tuổi của mình bây giờ gọi là quỷ thần bất trách. Vô tri vô lách, quần quỷ thần bất trách. Cho nên con người của nó hồn nhiên như trẻ thơ. Không giận ai quá 5 phút, không buồn ai quá 5 phút. Mà cũng chả yêu ai quá 5 phút. Cho nên không có cái gì làm cho mình bận tâm cả. Do đó mà người nó khỏe, và từ đó nó tại nghề. Cái anh bạn tôi, anh bảo tại sao với cái tuổi gần chín mó mà sao mặt anh không thấy cái vết nhăn gì cả. Tôi bảo có lẽ vết nhăn nó đã qua năm tháng, nó trôi đi hết rồi. Cho nên bây giờ nó, chúng ta chỉ còn là một tâm hồn trẻ nhỏ. Và đấy cũng là cái bí quyết mà làm cho mình cảm thấy khỏe mà hạnh phúc. Và đặc biệt là mình dùng những cái hiểu biết của mình, với cái sự tâm hồn của mình đối với quốc gia dân tộc mỗi ngày, để trình bày với khán giả, đi vào lòng người, để chia sẻ những cái thầm kín của con người của mình. Và tôi được khán giả chia sẻ nhiều lắm. Vui có, buồn có. Có những lần làm việc, đang làm việc mất tiếng luôn. Khán giả chả biết vì sao. Rồi trở lại. Cho nên nói tóm lại, chúng tôi xin cảm ơn người bạn của tôi, vì anh ta không muốn biết lý lịch, để rồi Cộng sản nó mời anh ta tới làm việc mất thì giờ. Ba cái vụ Cộng sản làm việc nhiều lắm. Nhưng mà tôi thật đấy quý vị, Cộng sản nó dở ẹc. Những cái tay tổ này mà Cộng sản nó biết được, khi đó Cộng sản mới thành công. Cũng như trường hợp Dương Đại Hải, bây giờ chưa có cái thứ Cộng sản nào nó biết được Dương Đại Hải là con người như thế nào. Tôi đã có nhiều lần thưa với quý vị rồi. Ngay cả cái báo An ninh Thế giới của Cộng sản nó đăng, nó bảo tôi là một tên bưng phở cho bà Mộng Đào. Rồi nó bảo mình học lớp này, học lớp nọ, đại học này, đại học kia. Nó chả biết cái gì cả. Toàn bốc phét, toàn nói mò. Có lẽ nó lúc tôi chết, Cộng sản nó cũng chưa hiểu tôi là ai. Chứ không phải đến bây giờ. Cho nên, rồi một người bạn ở Kiến Tường, ở Mộc Hóa. Anh ta trước kia là một tiểu khu phó. Rồi đi tù 14 năm. Mọi người tưởng là anh ta chết, cuối cùng anh ta mò về. Và gia đình cũng tưởng chết, cho nên vợ nó lấy chồng khác.
Vợ cũng lấy một tên Cán Ngố. Vợ anh ta đẹp, tên Cán Ngố và nãy áp lấy. Một nách ba con mà không lấy Cán Ngố thì lấy gì sống? Cho nên nó dám mắt. Nó hứa quậy với cái bà đó, vợ ông là: cô lấy tôi đi rồi tôi sẽ cho chồng cô về. Mà có thấy chồng về đâu, 14 năm thế quỷ sứ lù lù về. Lúc giờ nó ở với Cán Ngố, nó có ba đứa con rồi. Ba đứa con với anh này, ba đứa con Cán Ngố xấu nữa. Cán Ngố mà thấy gái miền Nam là nó ấp ngày ấp đêm, đẻ một đấm. Và anh ta buồn quá, cho nên sau này HO anh ta không đi. Anh ta lang thang về Sài Gòn, rồi anh lang thang ra miền Trung, bạn bè. Lúc thì đạp xe xích lô, lúc thì đánh giày, lúc thì đi ăn mày. Nhờ 45 năm nay anh ta chưa bao giờ làm người. Anh ta bảo tôi là con vật, cho nên thôi làm nghề gì cũng được. Đánh giày, ăn mày, rồi đạp xích lô. Nhờ thế mà qua ngày. Mà lạ, anh ta rất nhiều bệnh, nhưng mà trời Phật lại thương, cho nên giờ anh ta vẫn sống. Rồi đến một hôm đánh giày cho một ông chủ, ông ngồi ông dở phone của ông ra, ông coi Dương Đại Hải. Cho nên tôi thưa với quý vị, cái chương trình của tôi rất nhiều người coi, thương có ghét có. Thế thì anh đang đánh giày mà anh thấy cái hình của Dương Đại Hải trên cái iPhone của ông, smartphone, thì ông ta mới nhìn lên coi đúng là Dương Đại Hải. Anh mới ghi số điện thoại ở trên màn ảnh, rồi anh ta mới gọi. Anh ta không dám gọi liền, sợ chúng nó theo dõi. Cho nên để cho quý vị biết rằng bây giờ lòng dân của nó thù oán kẻ thù vô cùng tận. Ông bảo bây giờ nó nuốt sống được, nó vẫn nuốt liền. Thế thì mình là một người làm việc nước mà lo cho dân, để cho dân nó thù mình đến cái độ nó muốn nuốt sống mình. Thế thì mình là con người hay là con vật? Cho nên nói tóm lại, đêm hôm nay tôi mất ngủ, nhưng mà rất ấm áp, rất sung sướng và hạnh phúc. Tìm lại được những người bạn hơn nửa thế kỷ trước mà họ giờ này còn nhớ đến mình. Và mình lâu nay nghe họ chết rồi, và họ cũng không biết mình ở đâu cả. Cho nên tôi cũng cảm ơn cái đài VBS, ban giám đốc đã cho tôi có những cái cơ hội tìm lại người xưa, những người quốc gia chân chính với Dương Đại Hải. Và họ vẫn cầu nguyện ngày đêm giống tôi, đêm mong trong sáng, ngày mong trong tối, để người Việt Nam chúng ta được thành người đã mất đi hơn nửa thế kỷ. Xin cảm ơn quý vị và xin cảm ơn những người bạn cũ. Còn người ở Vũng Tàu với người ở trên Pleiku thì đó là khán giả mới, mà cũng là những cán binh cộng sản. Một người là hình như là đại tá công an gì đó, mà bây giờ công an nó gọi là gì? Thục viên, về hưu. Và anh ta rất sung sướng có được những chương trình như Dương Đại Hải. Đó là nguyên văn. Họ rất thất vọng khi họ coi những cái chương trình khác, những cái đài khác. Họ bảo trên YouTube nó có hàng trăm cái chương trình của người Việt. Người thì ăn nói hỗn láo, người thì ăn nói cải trớn, người thì ăn nói châu bò. Rất thất vọng. Nhưng họ kiếm được một người già như Dương Đại Hải, họ tìm lại được hình ảnh của chính họ thời trước 75, với cái lối nói, với cái lối dùng chữ, cho họ cảm thấy ấm áp và gần gũi. Đó là khán giả nói. Tôi không muốn nói tên những cái đài khác, nói tên những người mà họ chỉ trích. No. Họ bảo nó ăn nói rất là mất dạy, thằng này thằng nọ, rồi nó cả trớn, mà nó lại đề cao cộng sản, nó lại đề cao kẻ thù. Rồi đó là một cái điều bất mãn đối với người quốc gia chân chính.
Vì vậy mà rất nhiều đài rồi đây sẽ phải đóng cửa. Đó là lời của khán giả nói, chứ phải tôi ạ. Chúng ta phải tìm được Thượng Đế. Và câu chuyện tiếp theo, đó là câu chuyện của anh chàng nghị sĩ Tom Cotton. Thượng nghị sĩ Tom Cotton của tiểu bang Arizona là người đảng Cộng Hòa. Ông ta đã có một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Fox News và ông ta lên án sở dĩ mà thế giới bây giờ đang đau khổ và chết chóc là do sự kém cỏi, dốt nát, bất lương ngay từ đầu của Cộng sản Tập Cận Bình. Ông ta bảo rằng nếu như cái dịch Vũ Hán này mà được Tập Cận Bình phát động ngay từ đầu, báo động ngay từ giây phút đầu, từ những tháng 12 hay ít nhất phải là cuối tháng 12, khi mà bác sĩ Lý Văn Lương ông ấy công bố trên Internet và báo động về cái bệnh dịch, thì thiên hạ nước Tàu không có chết nhiều như bây giờ. Và nếu Tàu Cộng Tập Cận Bình thật thà nhận lời giúp đỡ của Tổng thống Donald Trump, mặc dù đó là cái chuyện lén lút, võ khí khoa học cứ đưa nước Mỹ vào để giúp đỡ dẹp cái vấn đề dịch Vũ Hán, thì Tàu không có chết đến trên 3.000 người, gần 3.000 người như bây giờ. Thật ra là cả thế giới là trên 3.000 người rồi, và trên 82.000 người mà bị nhiễm cái bệnh virus Vũ Hán. Cho nên ông nói rằng là Đảng Cộng sản Tàu là phải chịu trách nhiệm hoàn toàn với nhân loại. Đây là một trong những cái cách diệt chủng ông ta còn muốn đưa ra tòa án quốc tế. Đấy là một câu chuyện rất là thực tế. Chúng ta sẽ tiếp tục phần 2 sau khi chờ gửi quý vị một vài cơ sở thương mại, đặc biệt là bác sĩ Trọng Võ. Xin cảm ơn quý vị.